Rồi, alo, xin chào các bạn. Như vậy là chúng ta đã học hết qua chương 1. Chúng ta tiếp tục đi qua chương 2. Trong chương 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các thuật ngữ chuyên của Google AdWords. Rồi, với bài số 6 là chúng ta sẽ tìm hiểu qua điểm tích lượng là gì và thành phần của tạo nên. Bài số 7, CPC tối đa, số tiền thực phải trả và hiểu cách Google tính phí như thế nào. Bài 8 thì chúng ta học qua tối ưu trang đích landing page. Bài 10 là chiến lược đặt giá thầu. Bài số 9 là chiến lược đặt giá thầu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài số 6. Trong bài số 6 này thì chúng ta học điểm tích lũy là gì và thành phần cấu tạo nên. Đây. Như các bạn đã biết là vị trí quảng cáo nó sẽ bằng điểm tích lũy nhân CPC tối đa. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm là điểm tích lũy là gì? Cái CPC tối đa thì ai cũng làm được rồi. Các bạn có tiền là cứ nâng maximum lên, đúng không ạ? Điểm chất lượng của bạn thấp thì các bạn cứ nâng nhiều tiền lên. Nhưng mà không phải là ai cũng có nhiều tiền để mà nâng lên. Tuy nhiên không phải là cái câu chuyện là nhiều tiền hay ít tiền các bạn ạ. Và chúng ta làm sao phải tối ưu, đúng không? Dù các bạn có nhiều tiền nhưng chúng ta phải tối ưu thật tốt. Dù thay vì các bạn chỉ bỏ ra là 5.000 cho một CPC tối đa để mà chiếm vị trí top 1 bằng cách là tối ưu điểm chất lượng lên 10, nhưng nếu các bạn tối ưu điểm chất lượng không được, nó chỉ có là 2-3 đấy hả, thì các bạn phải trả là 8.000 hay 10.000 thì đó là phí, đúng không? Cùng vị trí như vậy mà chúng ta phải trả số tiền cao hơn là phí. Rồi thì điểm chất lượng là gì? Đây, điểm chất lượng thì các bạn đã biết rồi, điểm chất lượng nó sẽ là cái điểm đánh giá được cái quảng cáo của chúng ta, nó từ 0 tới 10. Và điểm chất lượng bằng cái gì ạ? Sự liên quan, trải nghiệm trang đích và etc. Đấy. Điểm chất lượng được cấu hình bởi ba yếu tố này. Khi các bạn làm tốt ba yếu tố này thì điểm chất lượng của bạn sẽ 10. Sự liên quan là gì và trải nghiệm trang đích là gì? Sự liên quan tức là những cái từ khóa liên quan khi các bạn chạy quảng cáo, thì ví dụ như là các bạn đang chạy quảng cáo về cách giảm cân, thì ở trong cái quảng cáo của các bạn, tức là trong nội dung quảng cáo của bạn, có thể là mô tả, có thể là tiêu đề, nó phải có chứa những cái từ khóa về nó về giảm cân, cách giảm cân ví dụ như vậy. Và sự trải nghiệm trang đích là gì? Trải nghiệm đích tức là cái trang mà khách hàng click vào đó, nó về cái nơi mà để khách hàng tìm thông tin. Ví dụ khi các bạn quảng cáo về một cái trang giảm cân thì khách hàng click vào đó phải đúng tới cái sản phẩm mà giảm cân. Có nhiều bạn là mình thấy là khi các bạn chạy quảng cáo cái các bạn dẫn về trang có nhiều cái sản phẩm mà dẫn về trang chung chung, không có một cái sản phẩm cụ thể. Ví dụ web của bạn có rất nhiều cái sản phẩm mà các bạn lại chạy chung chung cho toàn bộ web, thì khách hàng vào web, khách hàng phải đi tìm cái sản phẩm đó, thì lúc này trải nghiệm trang đích nó là rất là tệ, đúng không? Trải nghiệm trang đích thấp thì tất nhiên là chất lượng thấp rồi, đúng không ạ? Rồi trải nghiệm trang đích là khi khách hàng click vào cái đường link đó, nó phải vào đúng cái bài viết đang nói, và khách hàng không phải đi bất cứ ở nơi nào để mà tìm kiếm cái bài đó. Được chưa? Cái thứ hai của trang đích đó là trong cái trang đích đó phải chứa những cái từ khóa, ví dụ như đang nói về thuốc giảm cân thì phải những cái từ khóa về thuốc giảm cân, cách giảm cân, gọi là gồm từ khóa chính và từ khóa mở rộng, nó phải được là lặp đi lặp lại nhiều lần và liên tục, thậm chí phải được nhấn mạnh bôi đen. Đấy. Còn CTR là gì ạ? CTR là cái tỷ lệ nhấp chuột trên tỷ lệ hiển thị. Ngày xưa thì họ đánh giá rất là cao CTR, nhưng hiện tại thì cái sự trải nghiệm trang đích là được đánh giá cao hơn. Nếu mà xếp hạng về chất lượng, đó là trải nghiệm trang đích, CTR và cái sự liên quan. Và ba thành phần này đều như nhau, đều quan trọng như nhau, nhưng mà để độ mạnh nhìn hơn một tí thì trải nghiệm trang đích nó rất là quan trọng. Tiếp theo là tới CTR, là cái tỷ lệ nhấp chuột trên số lượng hiển thị. Làm sao mà khi cái quảng cáo của bạn hiển thị 5 lần thì phải được có 2 hay 3 hay 4 lần nhấp chuột vào.
Chứ nó hiển thị 5 lần mà không có một lần nó chuột vàng thì cái quảng cáo của bạn đó thì nó cực kỳ tệ luôn, nó sẽ được đánh giá tệ lắm. Tại vì nó điều hướng hiển thị lên mà không Alex hết. Thì ở đó nó thể hiện được cái chất lượng của quảng cáo là không tốt. Mà thì Google nó sẽ đánh giá là cái quảng cáo không tốt, nó sẽ tăng cái phí lên rất là cao và cái thứ hạng cũng không được cao. Đó. Bởi vậy nó rất quan trọng. Rồi, đây các bạn xem tỷ lệ nhấp chuột dự kiến, tức là khả năng quảng cáo các bạn đã nhấp vào đấy, tức là khi quảng cáo nó hiển thị và nhấp vào bao nhiêu phần trăm. Mức độ liên quan của quảng cáo, đó là mức độ liên quan của quảng cáo đối với định phía sau tìm kiếm của người dùng. Ở đây thì nó nói nó hơi khó hiểu đúng không, nhưng mà mức độ liên quan là giống như mình đã chia sẻ rồi. Trải nghiệm trang đích là mức độ liên quan rõ ràng, dễ hiểu, đối dễ điều hướng đối với người dùng. Đấy. Mỗi thành phần có trạng thái trên trung bình hoặc trung bình hoặc dưới trung bình. Tức là ba thành phần này liên quan. Tất nhiên là chúng ta phải làm tốt, đúng không? Làm sao để tăng cái tỷ lệ nhấp chuột dự kiến này thì chúng ta lại học ở cái phần đầu sau. Cái mức độ liên quan của quảng cáo thì chúng ta cứ là ở trong cái phần chiến dịch quảng cáo của chúng ta, và chúng ta quảng cáo gì thì chúng ta phải nói rõ ràng cụ thể ở trong quảng cáo đó, đúng không? Còn trải nghiệm trang đích thì phải điều hướng mọi người tới đúng cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta đang muốn quảng cáo, và trong cái bài viết đó nó phải rõ ràng mọi thứ, dễ điều hướng, dễ đặt hàng, có những cái từ khóa về sản phẩm được đọc đi lại nhiều lần đó, trình bày rõ ràng, đó thuộc về trang đích thì mình sẽ chia sẻ ở một video chuyên sâu hơn. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu là định chất lượng là gì và thành phần của tạo nên của nó như thế này. Ví dụ là chúng ta có được 4 cái từ khóa kèm chuyển mụn, đúng không? Chúng ta có cái từ khóa là kèm chuyển mụn với 4 nhà quảng cáo ABCD. Và MVC tối đa của những cái người quảng cáo này họ trả, ví dụ nhà A trả 12.000, B trả 10.000 và C trả 9.000, D trả 8.000. Chúng ta ví dụ như vậy. Và cái điểm chất lượng của các nhà quảng cáo này như sau: A là chỉ có 4 thôi, B 7, C 9 và D là 8. Được chưa? Thì cái chất lượng để xếp hạng nhé, tức là xếp hạng nó sẽ bằng cái gì ạ? CPC tối đa nhân với điểm chất lượng, đúng không ạ? Thì cái nhà quảng cáo A với từ khóa kèm chuyển mụn được xếp là 48.000, B là 70.000, C 81.000 và D là 64.000. Từ đây chúng ta sẽ có cái vị trí xếp hạng như sau: kèm chuyển mụn từ khóa của nhà quảng cáo C là được xếp vị trí thứ nhất, là top 1. Tiếp theo là B top 2, tiếp theo là D top 3 và cái nhà quảng cáo A là vị trí thứ tư, xếp cuối cùng. Mặc dù mày bỏ ra số tiền cao nhất nhưng cái điểm chất lượng mày thấp quá thì xếp cuối cùng. Các bạn thấy không ạ? Mặc dù nhà quảng cáo C bỏ ra có 9.000 nhưng họ lại cái điểm chất lượng khoảng tới 9 thì lại họ lại xếp vị trí thứ nhất. Đó. Bạn thấy không? Tiết kiệm được tới 3.000, thấy chưa? Đấy. Rồi, cái nhà quảng cáo B họ bỏ ra có 10.000 nhưng điểm chất lượng họ được 7 thì họ sẽ vị trí thứ hai. Đấy, cái người D họ bỏ ra có 8.000 nhưng mà họ lại xếp vị trí thứ ba với điểm chất lượng là 8, đúng không? Nếu cái nhà quảng cáo mà D này muốn lên vị trí top 1 thì họ phải tăng lên 11.000, đúng không? 11.000. Nếu 10.000 thì được 80. Vẫn thua ông này, phải 11.000. Đấy. Bạn hiểu không? Đó là cái quy luật xếp hạng của liên quan tới điểm chất lượng. Bạn thấy quan trọng không? Bởi vậy điểm chất lượng mà cực tốt thì chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền, các bạn. Rồi, như vậy là các bạn đã hiểu được điểm chất lượng là gì, thành phần cấu tạo là gì. Rồi, chúng ta sẽ nhìn lại đây. Xin chào các bạn.